Hello, tất xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý của mùa 9 và cùng nhau xây dựng những đội hình mạnh nhất của mùa 9 nha anh em. Khởi đầu thì mình đang sử dụng một trong những cái loại công nghệ rất bá, đó chính là khế ước quỷ dữ. Kẹp thêm mấy con vào chết mất. Mấy con nào châu châu thì ui rồi, món này yếu quá. Ok, cái le cầm cùng đao là đẹp này. Rồi khế ước quỷ dữ thì anh em hay chơi cái đội hình gì, comment ngay cho mình biết. Mình thì cũng sẽ hướng dẫn cho anh em chơi khế ước quỷ dữ làm sao để có thể giành được cái vị trí top cao. Ra sao anh em mình lên 7 luôn nhá, biết đâu lại nhặt được những vị tướng 5 tiền thì sao. 5 tiền thì đúng quá hời cho anh em mình. Còn cây le này thì chúng ta có thể xài tạm, chút nữa có thể tìm những con 4 tiền như là AP các kiểu chơi. Đây 45 máu thì có thể lên 7, lên luôn. Lên chơi mà sợ gì. Bùm, Yasuo. Ok, I like Yasuo. Anh em like Yasuo. Can trường. Bùm, thêm một Yasuo nữa. Nice. Hai Yasuo. Yasuo 2 luôn không? Được thì quá là tuyệt vời. Ra này thì chắc mình sẽ win thôi. Nè, lắp cuồng đao vội quá. Mở cuồng đao chút nữa chúng ta chơi cái xạ cũng được. Muốn bỏ khóa con này ghê á, nhưng mà Yasuo 2 thực sự quan trọng lắm anh em ạ. Nhà Pitover này hết sức để ý. Zeri là cũng căng à. Yasuo 2 không có quá. Một chút can trường. No. Không có nhưng mà mình không luôn liều như này cả. Một cái nữa nhá. Được. Không. Vì tiền mà anh em mình xoay sở cuộc sống. Hai cái giật xuôi mình nghĩ là quá hời rồi. Chắc mình sẽ đi lấy một cái vô cực cho Yasuo. Nó còn là gánh tim. Đồ tệ. Nice. Như này thì chơi Demacia này. Vương miện. Thủ tượng thành giáp. Đẹp phết. Guayochi. Cường hòa siêu công nghệ bà. Ghê đó. Mình sẽ lấy thêm một BF. BF đập vào mặt luôn. Đẹp. Thì à, thiền này cũng ngon nhưng mà ấn đổ tể thì mình lại không thích lắm, tại vì nguy hiểm ấy. Nếu mà còn nhiều BF thì mình chơi rồi. Chơi thìa rồi. Căng quá. Z này. Bùm. Oh god. Bùm. Z2. Tạm thời như này không biết là ổn áp hơn không. Ủa, Zihi này tôi cũng hơi sợ. Sona cho lên đầu luôn à. Như vậy. Ghê vậy người anh em ơi. Có Ugot nhưng mà chắc là mình không cần rồi. Thứ mình cần bây giờ chắc là Kai'Sa.
Rồi cái lõi này anh em phải roll sớm luôn nhá. Ôi nhà này 5 Pitover rồi à. Cẩn thận có những cái chỗ thua thì mệt lắm. Zion. Zion à. Ô AP. AP cũng ngon. Zion thì tôi thấy là nếu mà nó là con kiểu Heimerdinger nhỉ, má về luôn như chứ. Nhưng mà nếu mà là AP thì nó lại OP quá. Mình đang chơi tận đến hai con Yasuo. Làm chút nó sớt đâu, nó sớt giờ chắc hơi khó. Tại vì là mình đã lắp một cái cuồng đao rồi. Đánh xoay quanh mấy cái đội hình cần cung. Yasuo lắp vô cực rồi đó. Zeri hay là AP là đẹp. Nâng cấp đầu tiên sẽ là bậc kim cương thôi, không biết là nâng cấp 2 là gì. Ồ, đã có được hai con AP rồi. Nếu được thì lên AP 2 luôn đi. Nếu em thích anh thì nhắn tin cho anh đi. Ionia. Mẹ nãy mà lấy thìa về là anh em mình ở Ionia cho AP đẹp luôn. Găng à. Rất là nhiều tiền. Gì nữa. BF luôn. Vô cực đã có. Huyết kiếm. Taric Seju Lux Kai'Sa Narset. Ma bắt đầu roll trong sự dục vọng rồi. Huyết kiếm cứ phải giữ vững cái quan điểm là chơi Yasuo với Kai'Sa trước đã. Tại vì cái đội hình này đang mạnh ở cái meta lắm các bạn ạ. Ô nhà này chơi Katarina. Katarina, Katarina. Lõi gì thứ hai đây? Nó lõi gì nó chất lượng một chút. Khổng lồ hóa à? Hay ta? Xoay bài tự động mà, what the fuck? Cái gì đây? Lần đầu tiên mà mình xoay bài tự động ở ở cái vòng này luôn. Chơi liều nha anh em nhá. Tất cả toàn bộ là những con đấy rồi. Bùm. Gì đây? Hammer, ít ra một con Hammer này. Bell vest. Wow wow. hút cái đồ này ra cho Bell vest cái. Wow, phê thế. Vãi cả nồi. Lần đầu tiên mà mình xoay bài nó đẳng cấp như này luôn ạ. Tự động sửa chữa cũng được này. Phải level 7 xoay bài tự động. Đội hình full Exodia luôn rồi. Phải nhảy. Exodia luôn à. Má nhưng mà bây giờ thì lấy đâu ra mà 4 tiền 2 sao đây. Phải thế. Thế ước quỷ dữ là còn xoay bài tự động. Chất trời vãi nồi. Thế luôn. Giờ mình phải làm gì để có thể roll 5 tiền 2 sao đây. Module thu nhỏ à.
Mình muốn chơi máy bò vàng hơn các bạn ạ. Nhưng mà đỡ lấy một cái này module thu nhỏ không? Giảm giáp và kháng phép. Mình cứ lấy đi. Không kích khí. Wow, khó ta. Cái này cũng được. Này giúp cho cái ụ súng của chúng ta cover ấy các bạn. Phải nồi xoay bài đẳng cấp. Ụ súng phiên bản siêu cover thay vì hack tiền như thường lệ. Tại vì bây giờ mình thì mình cần sức mạnh chứ không cần ấy nữa. Bây giờ mình drone thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì luôn đấy. Thật. Thực sự là cũng không giải quyết được vấn đề gì. Vì độ hình 5 tiền ở thời điểm này là quá tởm rồi. Em công nhận không? Lấy thêm một cái găng đấu tập nữa. Găng đấu tập nữa cho Sion cũng được. Hoặc là Achop. Phải nồi Exodia. Vòng 3.4 ạ. Full 5 tiền. Mẹ mình mà lên ra Yasuo 2 sớm hay là ấy 2 sớm thì 5 tiền 2 sao rồi nhờ. Tiếc quá. Mà nó kiểu đồng bộ một con 2 sao thì nó đỡ hơn. Anh em mình còn kẹp mấy con lăng quăng vào. Hơi bị lẻ tẻ. 5 tiền, 5 tiền. 5 tiền. Sion đi. Này để gói một chút can trường. Cũng không ổn bằng con này đâu. Anh em nhìn này. Xoay bài nó phải thế này. Thế này mới gọi là đẳng cấp xoay bài tự động. Giờ thì cố gắng lên 8 thôi nhờ. Dị hình 3. Cũng trâu. Pom mạnh quá. Nữ chúa khi Bevet kết liễu một kẻ địch, chúng sẽ để lại một san hô hư không để ả hấp thụ. San hô đầu tiên tăng máu tối đa của ả tăng thêm 5%. Hết solo tiếp theo với 20% máu. Khi san hô hư không được hấp thụ, ả gây thêm 10%. Ả gây 10% máu tối đa lên kẻ sát thương phép lên những kẻ 2 ô. Là tôi cứ tưởng con này đã đơn mục tiêu cơ. Nó giả là 2 ô. Thực sự bây giờ thì rất khó để có thể lên cấp. Mà roll thì cũng không được. Thôi chút nữa mình cố gắng roll con Sen 2 hay gì đấy. Và đạt 50 tiền. Ui, Sion nó đấm cũng lực nữa các bạn ạ. Đấm ác. Lavan à. Con này cũng ngon. 50 máu thì có thể lên 8 à. Thực sự là phải hình như là vòng 5.1 cơ. 5.1 mới lên được. Giờ mà cho mình một con Sion 2 thì cảm ơn anh lập trình cái game này biết bao. Còn đồ gì không? Chả có đồ gì luôn ạ. Seju. Mà nhìn đội hình mấy ông này nhìn tôi thấy cứ bị. Ôi ông này này. Ông này kệ thứ hai mà. Hai ấn đâu là Pitover rồi. Mà sợ thế. Azir Surima nữa. Khó rồi. Bắt đầu khó rồi các bạn ơi.
nhưng mà vẫn mạnh quá. Vòng 5.1 thì mới lên được cấp 8 hay sao ấy nhở? Tôi nhớ không nhầm, tôi hay chơi Exodia ở tôi hay chơi khế ước. Có nói gì không? Nhà máy tế chế vàng vàng vàng. Mình sẽ không lấy tiền nữa, thì mình nhiều tiền quá. Nhà máy tế chế đồ đẹp rồi. Giãn cách xã hội. Ủa nó giãn cách xã hội chắc là ổn đấy nhở? Đây là gì? Không mang trang bị. Cái này thêm đi. Sen 2 à. Seju 2. Cho ở đây cũng được. Giãn cách xã hội này ngon nhé các bạn. Thêm sức mạnh công kích đồ. Mang đi chợ có Sion. À chứ bây giờ Ron thì tìm 5 tiền chỉ có 1% mà. Có vãi. Ui nhà này thì Jerry 2 rồi. Ui Jerry 2 thì cũng thường ạ. Mình mạnh quá hay sao ấy nhở? 27 máu. Chưa có 5 tiền nào hết. Khó quá. Thôi mình không roll nữa đâu. Thả chơi liều lên 8 roll phát cho nó. Nó liều ăn nhiều luôn đi. Một sống hay chết luôn đi. Giờ roll tôi thấy cũng nguy hiểm mà chẳng chả tác dụng gì. Tỷ lệ này nó không đáng để anh em mình liều. 41 stack ạ. Thằng bé rồi. Boom. Ây à. Khỏe thế, thôi xong rồi. Ây à, cố lên. Ui, may vẫn ăn được cái nhà này ạ. Nhà này chắc là đang mạnh nhất rồi. 5 tiền Sion. Aatrox và Senna. Thôi thì Aatrox cũng được. 29 máu rồi. No 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 no. Ok, mình sẽ làm một cái dây chuyền trục tội nữa. Mình chỉ cho Seju lên đằng này đi anh em ơi. Chứ Cassante 1000 máu, con này 1800 á, chắc là trâu hơn. Aatrox 2. Không được. 40 máu. Đây. Con này xe bên này tí để nó đánh cùng với cái ụ súng các bạn ạ. Khó thế. Một con 5 tiền để em đặt niềm tin nào. Không có rồi anh em ơi. Sự liều lĩnh của mình đổ xong đổ bể hết rồi. Thôi không liều nữa. Thà chết chứ không liều nữa, không roll nữa. Tháo nút D đây. Ui nhà này đi luôn rồi. 40 máu, một round mình hồi 3 máu. Hồi 2 máu rồi. 40 máu. 33 rồi. Anh em ơi nương tay cho tớ một tí thôi. Má gì hình này nó bắn vào con bé vét nhà mình chắc là hết đam rồi, cút luôn quá. Hammer này thì cũng ok.
4 tiền 2 sao hay là 5 tiền 5 tiền 1 sao anh em. Ui bắt đầu yếu rồi đấy. Chắc mình cần có một con kiểu Javan 2 để có thể lấy thêm khống chế hay là Sen 2 gì đấy. 40 máu hay là 35. Javan 35 máu, 5.1 mới lên. Xong hết vòng 5.1 mới lên được anh em ạ. Sen 2 này. Nên là thêm can trường với cả thêm thủ đi. Chứ tôi cũng sợ cút quá. Làm phép. Vừa tròn 35 luôn. Rồi, để hết nước chấm rồi. Xếp như này là đẹp rồi. Ủ súng. Đừng gặp nhà 49, đừng gặp nhà 49. Ui, nhà này vừa mới lên Galio 3 nữa à. Đúng rồi, Casate ơi, cố lên. Đập nó đi đi. Hay quá, đi. Wow. Thở phào nhẹ nhõm, bây giờ quan trọng này. Lên 8 và roll 5 tiền 2 sao nhé anh em nhé. Ra thì ăn, còn không ra thì thôi. Bắt đầu thấy cũng tương đối ổn. Ô nhà nào đấy? Này đầu hàng rồi, may quá, được trận thắng free. Sướng. Không có béo vét 2 nhỉ. Xeon thì mình thấy là cũng không lên. Hay đổi đồ của béo vét sang cho Aatrox đi nhỉ. Nên không? Béo vét này thì nó lại là sát thương chuẩn các bạn ơi. Còn tôi sợ là Aatrox mới vào phát nó chết luôn thì dở nhỉ. Nhưng mà Aatrox thì sát thương vật lý cũng khó chết nó lắm. Rai 2. Chắc phải đổi thật đấy. Sẽ là như thế này. Cái này cho dùng thấp chút cũng được. Đây. Mình sẽ thu nhỏ lại con T-Hex. Ui. May là trụ ở trong này được ấy anh em ơi. Mình sẽ lấy Hammer 2. Nhà này bay máu đi. 13 máu. Nhà 6 Pitover này. Cũng sợ vậy. Hammer không? Ừ có Hammer. Cũng xanh à. Rồi sẽ là cho con này luôn. Nhà này chắc là mình ăn được thôi. Còn nhà này thì hên xui vãi.
cho đẩm con này sớm đi. Ô, gặp nhà này trước à? Thì trước thì sẽ như thế này. Giờ là Senna 2, Rai 2 và các sân Tea 2 là đẹp hết đội hình luôn. Exoria. Bộ súng này tôi muốn để cao hơn ấy, nhưng mà nó phải đi cùng với cái ấy. Con Achok để giảm giáp càng thép bọn team bạn đi. Boom. Con này kéo đi luôn này. Ô, nhà này thua mình, may quá. To một luôn, sướng. Mình chưa biết được. Kassete 2, Rai 2. Một chút nữa thôi. Nhà này bán TH rồi, sai lầm. Sai lầm khi mà bán TH. Chúng mày tuổi L. Xem tao này, xem tao chết à. Red. Red review, mày cút luôn này. Sẽ cho bắn cái con châu châu ở trước. Ba máy vào tiền tham quá. Đội full 5 tiền như này mà thua được nữa thì mình nghĩ là chịu luôn này. Không có cách nào thắng được luôn. Ui giời ơi, 18 máu chắc còn một round nữa anh em ơi. Ui 17 máu ạ. 20 win trick rồi. Còn Cassante với cả Senna thôi. Ông này 6 Zaun không? Không có một ấn Zaun. À có mà. Nếu mình thì mình sẽ bỏ đi Pissover ở thời điểm này thôi. Bỏ đi V cho Ugot vào. Nếu mình là bạn này tham gì TH nữa. Yeah. Tham thì thâm thôi. Đại đi. Xếp hình chụp cho đẹp đẹp chơi tí. Ôi không. Xếp lại cái. À không. Nó mất cái ấy là chết. Mình lắp cho căn sân tè đi. Rồi, round cuối. Ok, GG. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi cái trận đấu siêu phẩm lần này. Và đừng quên là dập nát nút like để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye anh em.